không ngừng dâng lời chúc tụng Thiên Chúa. Câu hát mừng người chẳng hề ngớt ở trên môi. Linh hồn tôi ơi, hãy luôn hãnh diện về Chúa. Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao. Thiên Chúa khôn lường đương đầu với phương gian ác. Thiên Chúa khai trừ tên tuổi chúng ở dương gian. Những người công minh Chúa đưa mắt nhìn xem tới. Thiên Chúa nghe lời khi nghe tiếng họ kêu xin. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao. Thiên Chúa ân cần với người tấm lòng tan vỡ, thương xót vô bờ những người thất vọng đau thương. Những người công minh Chúa luôn khứng nhận lời xin, thương cứu thân họ cho mau thoát mọi âu lo. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao. Gian khó vô tình vây bọc những người công chính, nhưng Chúa công bình cho họ thoát mọi tai ương. Chúa hằng yêu thương vẫn luôn giữ gìn xương cốt, không khúc xương nào buông tay gãy dập tiêu hao. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao. Gieo ác đâu lường diệt hại chính phương gian ác, ai ghét người lành sẽ bị chuốc vạ quanh thân. Chúa thường ra tay cứu ngay số mạng tôi tớ. Nơi Chúa nương nhờ không lo mắc phạt chi đâu. Này các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, để nghiệm cho biết Thiên Chúa thiên hảo nhường bao. Trên dương gian ngày mai, nếu bỏ Ngài con biết đi theo ai? Vì chính Ngài mới phán những lời hằng sống cho đời con. Dẫu nhân gian vô tình ngay bên quanh mình, con xin vẫn một lòng luôn tin kính. Trong tâm tư tôn nhân, Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa đã đến thế lời Ngài nói với nhân gian, hứa bao
ban nguồn thần lương dưỡng hồn, mà phàm nhân tâm tâm tôi nên trôi bước đi theo Ngài thôi. Lời Ngài nói với môn sinh, tâm tình dành riêng người thân tín, đường thầy đi đầy nguy khó, các con giờ cũng muốn bỏ sao. Trên dương gian ngày mai, nếu bỏ Ngài con biết đi theo ai, vì chính Ngài mới phán những lời hằng sống cho đời con. Lòng luôn tin kính, trọn tâm tư tôn nhân, Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa. Lời thầy nói với anh em, Chúa Cha hằng tặng ban thánh thần, để phàm nhân không vương vấn, vui đến dân thân theo thầy đây. Thần khi và sự sống, nhờ thần khi làm cho sống, xác thân thì đâu ít lời gì. Trên dương gian ngày mai, nếu bỏ Ngài con biết đi theo ai, vì chính Ngài mới phán những lời hằng sống cho đời con. Lòng luôn tin kính, trọn tâm tư tôn nhân, Ngài là đấng thánh của Thiên Chúa. Tin kính